nó gọi là hết bài, phải gọi là hết bài luôn anh em, không còn gì mà mong ước hơn nữa. Mình dịch vụ thay mặt găng của mình thì chưa nhận, chưa nhận, nhưng mà anh em vẫn cứ gửi về ầm ầm, anh ấy để lấy bao lâu cũng được, bao giờ anh làm thì anh làm đấy, còn em không quan trọng đấy. Đây là một ví dụ anh em này. Nhưng mà ông em này lại rất là gọi là gì nhỉ, rất là có trách nhiệm, à không phải trách nhiệm, dùng từ hơi sai, rất là thấu hiểu cho công việc của mình đấy anh em. Đồ hồi sao ở dưới kia mày tìm cho anh lưỡi dao giấy ở quanh quanh đấy. Mình sẽ cho anh em biết tại sao mình nói như thế, bằng cách bóc cái hàng này ra rồi anh em. Đầu tiên là bạn này, bạn ấy nên mình là chưa mở dịch vụ, nhưng bạn ấy cứ gửi găng về để bạn ấy thay thay mút. Đầu tiên là công đoạn đóng gói là mình nhìn là rất là ưng ý đấy. Cái hộp rất là vuông vắn và gọn gàng. Ở trên đây là ghi đầy đủ thông tin. Đấy. Những cái điều quan trọng nhất ấy là đây. Đây. Anh em nhìn thấy không? Tỉ mỉ chưa? Ở đây mình chưa đọc. Ôi giời, có cả thư anh em, trời ơi. Nó gọi là ôi giời ơi rồi. Quá là ôi giời ơi. Đấy. Bạn ấy kể đôi găng là đôi găng yêu thích, có nhiều ý nghĩa và mang điều may mắn đến cho bạn ấy. Đấy, nó hợp với tay. Bạn ấy cần mình thay mút. Đấy. Xong rồi gửi địa chỉ. Chúc mình thành công. Rất là cảm ơn bạn Trần Ca nhé. Đây này, cái điều mà làm mình bất ngờ nhất là bạn ấy tháo sẵn. Bạn ấy tháo sẵn mút ra để mình đỡ được một công đoạn. Ủi ôi, người đâu mà tinh tế thế nhỉ. Trần Ca là bình thuận. Tháo hết mút rồi. Bây giờ mình thay, mình chỉ việc bây giờ mình giặt cái này này. Mà cũng trông gì cũng khá là sạch, không biết là bạn ấy à, nhưng mà bạn ấy chưa giặt. Công việc bây giờ mình sẽ là giặt cái này, sau đó thay mút vào cho bạn Trần Ca. Đấy, thấy không anh em, thấy không? Dặn rất cẩn thận, như này thì không lẫn vào đâu được. Yêu cầu của bạn ấy như nào mình sẽ thực hiện. Đúng là như vậy luôn. Bạn ấy còn giới thiệu lại, bạn ấy tên là Trần Ca, em mua găng vào ngày này ngày kia nữa. Đấy. Con trai bạn ấy sinh năm 2019 này. Ok. Kéo sinh năm bao nhiêu? Ok. 2019 luôn. Ok. Thế là bằng tuổi con gái mình luôn. Đó này. Con này. 25 tháng 12. 25 tháng 12. Noel à? Con trai bạn này sinh vào ngày Noel anh em. Đâu rồi? Cái mặt mút đâu rồi kia? Thấy không? Thấy không? Anh nếu mà anh em nào mà thay mút mà cũng như này thì có phải là hê đi không? Anh em nào mà thay mút mà cũng gửi về xong bóc sẵn mặt mút ra cho mình thì nó gọi là hết bài, phải gọi là hết bài luôn anh em. Không còn gì mà mong ước hơn nữa.